Nên, công an tung người truy bắt hai thanh niên dùng bình xịt hơi cay cướp tiệm vàng ở Bình Chánh. Hai đối tượng dùng mã tấu, bình xịt hơi cay cướp một tiệm vàng ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh rồi tẩu thoát. Ngày 1 tháng 5, công an huyện Bình Chánh cho biết, đoàn phối hợp với phòng nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra, truy bắt hai thanh niên sử dụng hung khí cướp tiệm vàng táo tận trên địa bàn. Theo điều tra bước đầu, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4, hai thanh niên chưa rõ lai lịch đeo khẩu trang đi xe máy đến tiệm vàng Kim Phát Dũng ở đường Vĩnh Lộc, thuộc xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Lúc này, một đối tượng ở sẵn ngoài xe để đồng bọn vào trong yêu cầu chủ tiệm vàng đổi đô la Mỹ lấy tiền Việt. Chủ tiệm đang lây hoay, bất ngờ một đối tượng xịt hơi cay vào mặt rồi dùng búa đập bể tủ kính, lấy nhiều vàng nửa trang. Hai đối tượng nhanh chóng lên xe gắn máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, công an huyện Bình Chánh có mặt tại hiện trường điều tra, truy bắt đối tượng công an có trích xuất hình ảnh camera an ninh tại tiệm vàng đều ghi nhận được hình dáng về hai tên cướp tại đây công an có thu giữ một số tan vật gồm một cây búa một giỏ sách một mã tấu tự chế và hai bình xịt hơi cay